nào thấy gái đẹp này, chết thật đấy. Em lấy góc nào? Một mình anh độc thân, anh cô đơn quá. À, một câu trà cổ là được chính tay của những người dân trà cổ đi câu về nhá mọi người. Đúng rồi, chú bày trò được đấy. Thật là bởi vì em nướng gà mà cháy không ai đánh giá được, bởi vì em chột mà. Ngoài xa xa ngoài kia tất cả những cái ánh đèn đấy đều là của các tàu, của các ngư dân câu mực đấy mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày lễ nên là có mấy anh em từ Cộng Hòa ra chơi. Hôm nay Cường sẽ đưa mấy anh em ra bãi biển Trà Cổ vừa tắm và nướng đồ ăn ở ngoài đấy. Mời tất cả mọi người đi cùng với Cường và mọi người đi ra để xem bãi biển Trà Cổ trong ngày lễ nó như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Ở đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép nha mọi người nha. Hiện tại thì mấy anh em đang ở trên đấy trước rồi. Giờ mình sẽ lên và gặp mấy anh em rồi cùng nhau đi xuống biển nha mọi người nhé. Giờ thì đã bắt đầu nhìn thấy mấy anh em đang tụ tập ở kia rồi nha mọi người nha. Qua cháu xuống đây. Đúng chỗ nào? Cái chỗ này đông người. Thì đông người mới đẹp. Cái chỗ này đông người. Đông người mới đẹp về. Chỗ nào? Chỗ nào đi, cứ đi chỗ nào mà thoáng, nướng ăn đồ ăn không có ảnh hưởng người khác đi. Thì ở lên trên kia một tí. Bây giờ đang dịch đi chỗ nào ít ít người được thôi, đừng đi đông người. Đang dịch đi chỗ ít người thôi. Ít người thôi, đông người có thể gây xin chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình ở đây gặp được cả diễn viên Trung Ruồi nhá mọi người. Hello, hello. Chào hơi gầy anh em thông cảm thôi nhá. Mình nhìn gì thế nào? Trung Ruồi nhỉ. Tình hình chống dịch cao hơn là phải đề phòng anh em ạ, đề phòng nhá. Đó ra vẫn phải đeo khẩu trang nhá. Đào nó rộng một tí mình nướng gà mà. Giờ anh em mình sẽ đào một cái hố ở đây để nướng gà nhá mọi người. Hay cháu tính chuột. Anh bất cần. Đây là cháu tính chuột. Anh là vừa bị cay, quay quả là đang ra một chị rất là đẹp nhưng mà bị suy nhảy nhà có khác. Bây giờ đào hố là rất là mạnh nhá. Anh em thông cảm. Đấy. Tình hình là như thế. Anh em mình hôm nay có món gì để nướng ấy nhỉ? Ngoài gà còn món gì không? Thịt lợn, thịt lợn Alaska. 40 con một cân. Chị cho em hỏi là chị đến từ đâu ạ? Chị đến từ Lạng Sơn em ạ. Không biết đâu á. Bóc trôi đây này, sao nó lạnh này.
Hôm nay phải có bánh khăm đi cùng nữa nhờ, anh Phương nhờ. Nếu mà hôm nay thiếu cameraman. Sáng biết bảo anh em rủ cả cameraman ra. Bắt được kia này nướng ấy đúng không? Bắt được tổ ong rồi. Đây là bãi biển Trà Cổ nha mọi người. Ở đây buổi chiều này thì rất là đông người đến tắm. Nhưng mà vì tình hình hiện tại thì bệnh dịch thì chúng mình cũng xa xa nơi đông người một tí. Thì nhóm gia đình mình tự tổ chức với nhau ở một khu riêng như thế này, riêng biệt như thế này để đỡ bị ảnh hưởng đến dịch bệnh nha mọi người. An toàn cho xã hội và cả bản thân của nhà mình nha mọi người. Đây, đây là bãi biển Trà Cổ, rất là rộng. Còn đi thẳng hàng phía Phi Lao này ra sẽ là Sa Vĩ mọi người. Ở đây là những cái tàu thuyền đánh bắt của ngư dân. Đông người đi xuống trong giờ chiều này nên là nên tránh xa một ít. Bởi vì hôm nay là ngày lễ mùng 1 tháng 5 nên rất là đông người. Đang học kỹ năng sinh tồn đây này. Đây là thử thách 24 giờ. Anh Trung Duổi anh đang làm gì đấy ạ? Đang học kỹ năng sinh tồn này anh ạ. À. Đây. Người ta đâm bằng đá vô, đâm bằng gạch. Đấy. Kỹ năng sinh tồn là sang đây mồi. Anh có thể lịch sự hơn, anh mặc chiếc áo vào giúp tôi được không ạ? Không phải, ra bãi biển không cởi trần, nó cứ chết. Cười chết. Con đã chửi đấy. Không được, các bạn ra biển các bạn không được mặc áo nhá. Cưỡng chế. Rất con rất là con gái không được mặc hai áo, chỉ được mặc áo thôi đấy. Các bạn phải nhớ thế. Trong tắm một tí nào. Nào đi lấy quần áo đi tắm biển nào. Hôm nay review thằng này cởi trần, cởi chuồng, cởi cha, cởi mặt cởi hết ra ai cũng biết nó là thằng Thuấn. Ở đây xin giới thiệu mọi người, đây là Châu Tinh Chuột nhá. Anh cứ gọi em là Ánh Chột được rồi, đừng gọi giới thiệu sâu sang mọi người không hiểu được. Mọi người hãy kêu cộng đồng vào ủng hộ cho Nguyễn Cường CP nhá. Hôm nay động lực của anh đến đây là gì? Anh có một cái động cơ là anh đến đây để review cái bãi biển này và ngắm những cô em xinh tươi như thế kia đúng không? Đúng không? Anh chỉ tay một ngón, anh chỉ tay năm ngón là cả khu vực của anh hết đấy. Nếu mà hôm nay anh mà quán đi nữa anh vung 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 này thôi. Dọc bãi biển này toàn vỏ ốc không mọi người. Nắng chiều rất là đẹp không mọi người. Đây là các con thuyền của các ngư dân đánh bắt. Tắm luôn à anh Thuấn ơi? Tắm luôn à? Chúc ơi, quay cháu đi. Cháu xa quá. Người đẹp có cảm giác thế nào khi đến biển? Rất thích ạ. Sẵn con lên trong đây cùng con nào. Sẵn con lên. Nào nào, đứng ra đứng thẳng ra. Thường mọi người ra đây vừa tắm biển vừa để chụp ảnh giữ làm kỷ niệm rất là đông mọi người ạ. Xin chào mọi người. Hôm nay đi Trà Cổ tắm. Hi, đây là hai mẹ con nhà vịt. Đi hai đi hai. Đây bà, em ơi, hai. Đây bà. Kia bà, kia bà. Hai.
không nóng không này, không gái phát cười cơ. Cười cơ. Này, Siêu ơi, em tắm này. Vịt bơi đi. Siêu ơi, Siêu mại có chụp vịt ở biển đây nào. Nào, sợ à? Ngại nước à? Không dám đi rồi. Ngại à? Tắm luôn. Em tắm đi. Vịt ơi. Đây làm thử thách tán gái, tán gái trong 30 phút. À, anh có dự định đi tán gái không ạ? Anh có thể lột chiếc khẩu trang của anh ra mà. Bỏ ra được. Được. Bởi vì mình đi cách xa mọi người một tí thì cũng không sao. Khi mà mình tiếp xúc gần nhiều người ấy, thì mình nên đeo khẩu trang vào, giữ an toàn cho xã hội và chính bản thân mình nhá. Vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà em quan trọng là mấy cái mông đẹp. Dạo này anh còn hay ra những MV mới không anh? Không, dạo này bỏ rồi, bỏ ra đi cày ruộng rồi. Bây giờ quan trọng là phải làm mới có ăn, không làm được. Anh Trung Duổi năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình hơn thằng Trung Duổi kia một tí. Mình 92 nhá. À, 92 à? Hơn năm nay anh có mấy vợ, mấy con rồi à? Rất là nhiều vợ nhưng mà con chưa có. Đấy. À. Em lấy góc nào. Anh đi đâu cũng thấy. À, giờ chúng ta quay trở lại với mấy đầu bếp đang nướng đồ ăn nhá mọi người nhá. Thế mấy anh em này không anh em nào ra tắm à? Đang bận. Đồ cho bọn này nướng xong này đi tắm. Món gà ướp gì đấy anh em? Gà ướp gia vị đồ nướng có sẵn, có một tí ngũ vị hương và một tí sốt ướp thịt nướng anh ạ. À, sốt ướp thịt nướng à? Chúng ta kia làm việc nốt này đi, ngồi. À, thế anh Trung Duổi đã bắt đầu vào bếp nướng gà rồi đấy à? Làm gì làm ăn đi. Ôi, nướng như thế này chắc là nóng lắm. Bây giờ mình tìm hai cái cây mình kê lên, xong bắt đầu mình đặt lên là vừa đấy mọi người. Tôm vừa bắt dưới này lên mà. Vừa mấy thằng đi lặn bắt. Vừa nãy mày cầm một túi tôm gì từ dưới kia lên đấy. Tôm Alaska 40 con một cân đấy, không đùa đâu. 40 con. Em ơi. Em vào đây review bọn anh cái này đi. Này à, em đây. Em gì ơi. Vào đây cùng hội với anh đi. Một mình anh độc thân anh cô đơn quá. Lại thì ướp cái gì đây? Đây là gia vị ướp đấy. Đấy. Cho mình xem cái gói gia vị kia được không? Được. Để lần sau mình mua mình ướp nướng. Mà lắm thì sốt ướp thịt nướng. Sốt ướp thịt nướng và ngũ vị hương. Ngũ vị hương. Thôi chú. Chú đi biển à chú? À chú đi đánh bắt gì đấy chú? Mực. À bắt mực. Cái này là đi câu hay là đi kéo lưới hả chú? Câu hoặc kéo lưới. À câu kéo lưới. Đi những cái tàu ngoài kia hả chú? Đây người ta gọi là cái bè cái mã. Đây gọi là bè mã chứ. Đi cái nhỏ ra đấy sóng không sợ à? Đi cái nhỏ để nó không muốn bé đâu, muốn bé bé đi thôi. Ra bè to. À. Chú là dân ở đây à? Đây nhầm đâu ở đây nghỉ lễ à? Cháu là ở Cẩm Phả. Nay rỗi thì đi ra đây chơi. Ở đây đi câu mực thì đi đêm ấy nhỉ chứ nhỉ? Đêm tối lại là... Ban ngày thì có câu được không? Hay là chỉ không. Có đêm? Ban ngày không. Ở đây là đi thì đi xa để câu hay là ở gần thôi? Đấy, gần đó. À
thích đi xa đi, đi gần đi. Một đêm thì có câu được nhiều không chú? À, đêm như từ cái mùa này gặp là được 4-5 chục cân, có 3-4 chục cân tùy. À. Mai thì được nhiều. À, cũng có hôm thì được nhiều, hôm thì được ít nè. Làm ngày biển rồi. Vâng. Đây gọi là những cái mảng mọi người ạ. Đây là những cái mảng, các chú dùng những cái mảng này để ra những con thuyền ở ngoài kia để đi câu mực. Ra đến đất này thì ai cũng nghĩ đến mực câu của trà cổ mọi người ạ. Mực câu trà cổ rất là ngon nhá. Mực câu trà cổ là được chính tay của những người dân trà cổ đi câu về nhá mọi người. Đến Móng Cái thì mọi người nhớ ghé mua mực câu của ngư dân trà cổ nhá. Thường thường thì cứ vào buổi sáng thì sẽ có những khay mực câu rất là tươi. Nên đi chợ vào buổi sáng ở Trà Cổ để mua những con mực câu tươi ngon nhé mọi người nhé. Bãi ở bên này còn ít người một tí, bãi ở bên phía xa phía kia rất là đông luôn. Giờ mình có lẽ là chỉ đến đây thôi chứ mình chỉ về phía xa cái trong. Nhưng mà xa quá không quay được đến cho mọi người nhìn. Ở bên kia rất là đông người luôn. Nhưng mà với cái tình hình đang dịch như thế này thì mình nghĩ là không nên vào những nơi mà đông người như vậy. Mình chỉ ở những cái nơi mà gần gần đây và chia ra mỗi gia đình một nhóm thì có lẽ là sẽ an toàn hơn, giữ khoảng cách sẽ an toàn hơn. Nhái sinh rất là nhiều nhá, chúc tưởng nhá. Đi lấy cái điều, đi cái điều dạy bơi. Đúng rồi, chú bày trò đấy đấy. Nếu mà mọi người có thời gian đến Móng Cái thì đừng quên đến bãi biển Trà Cổ trong mùa hè này nhá mọi người nhá. Nhưng mà mình khuyên là hiện tại là dịch vẫn còn đang hành hoành cho nên là mình đi cái chỗ mà nó ít ít người thôi, chứ đừng vào cái chỗ mà tụ tập đông người quá. Còn ở Trà Cổ này thì bãi biển nó trải rất là dài nên là mình không nên tập trung ở một chỗ quá đông. Mình đi giữ khoảng cách một tí mọi người ạ. Mình có thể lựa chọn cho mình những cái khu nào mà ít người để mình ngồi hóng mát hay là tắm biển cũng được. Rất là thoải mái, rộng nên là không phải lo về chỗ để mình vui chơi. Không tắm à? Tắm nhưng mà sợ không có chỗ thay quần áo. Ôi tí em che cho. Em che cho chị thay. Nhưng mà con gà làm gì cháy hết rồi. Đâu cháy. Tại nó lửa nó to em không quay kịp. Vâng, quét đấy lên rồi nướng và cháy lên hợp. Cái đấy anh em nướng lúc cần bỏ ra mới quét vào nướng sắp cháy hết rồi thì phải. Lần mặt kia lại. Lần mặt kia lại. Tại gia vị ôi, nó mặn quá hay sao ấy, nó mới cháy. Có cái nào nó tan hết ra nó chảy ra mà. Tưởng kéo cái miếng trong giữa. Nóng mật ong. Anh em có cách nướng tôm hơi hay đấy nhở. Chỉ có nhà nghề mới biết thôi. Lần mặt kia lại nè. Lật xúc xích. Không cần, nó chảy luôn. Chảy hết rồi. Nấu. Đây là món nóng, gà nướng nóng cháy này cho nó. Của anh Trung Ruồi à? À ông cháy đâu, cháy cái đâu này nó thơm ngon. Anh làm quả gà cháy ngon thế. Gà siêu khét anh ạ. À. Gà siêu khét.
cát ở kia nó cứ xô dần là con tôm kia sắp xuống hẳn than này. Em nói anh biết là có một sự thật là bởi vì em nướng gà mà cháy không ai đánh giá được, bởi vì em chột mà. Còn anh ơi, đứng đây quay một cái từ mông lên nhỉ? Treo tinh chột. Không nhìn thấy gì qua. Nhưng mà thằng nào mà nướng mà bị cháy là bị đánh giá thật này. Kê chín cực kỳ luôn. Ngon luôn, thơm, đẹp. Gà này người ta nhanh lên đâu, chả cái vỉ nướng này để nướng tôm kìa anh Trung Duệ kìa. Cái gà này người ta gọi là gà nướng áp chảo anh ạ. Chứ bình thường như gà để nguyên con nướng thì có bao giờ vàng đẹp. Vịt ăn gì đấy? Ba sao? Vịt ăn gì đấy vịt ơi? Vịt hai đi, vịt hai, sau khi mình... Hai. Lúc nó lên trên bờ nó sẽ dùng tập đi rồi nó. Vịt ăn xúc xích à? Răng đập nhau mày cạnh. Vịt ơi. Răng đập nhau mày cạnh và bất tạo dáng mà. Vẫn còn cười âm nhưng mà. Về buổi chiều là bắt đầu những con thuyền đã bắt đầu dần dần ra khơi để đi đánh bắt nhá các bạn nhá, đi câu mực. Ở phía bãi biển xa xa phía bên kia vẫn rất là đông người. Đây, những con tàu lúc nãy ở trong gần bờ này thì cũng đã đi ra khơi rất là nhiều để đi câu mực vào ban đêm đấy mọi người. Đây là những trò chơi trên cát thật là thú vị nha mọi người nhé. Tên gì đây? Tiền anh ơi. Hả? Chỉ có tiền mới có tất cả, không có tiền không làm gì được cả. Em sai rồi. Tuyền. Đang gái với tiền Tuyền, các bạn với tiền. Tuyền. Hả? Tuyền. Siêu hay là gì nhỉ? Đây là một bác đang đi, cái này đi là thành tiền, đúng không? Gom những chiếc chai nhựa nha mọi người nhá. Con ăn gì đấy? Sau một hồi tắm biển hoành tráng và em đã phải mặc áo bông. Em lên em rất là run. May mà mẹ còn cầm áo phát đi cho em, không thì em rét. Cho bố ăn đấy. Cho bố ăn đấy. Xin. Vịt hai đi hai. Xin hai. Chào hai. Hai. Nước tươi dòng ngàn năm chảy mãi cái. Ngon quá. Em với em thôi. Ngon quá. Khung à. Làm sơ đi. Nếu mà mai biết em chuẩn bị đi lấy chồng, anh về anh đánh cửa lượn công lượn cái chiêu lượn rằng phòng bắt trưởng là sao được, nó cắn tiêu đi không, nó nắm tí lên nó không ngộ, nó cắn người đấy. Tôi yêu em không hề gian dối, tình yêu chúng mình vô dối phải không em, vậy được chưa? Viết tên đấy nhá. Anh ơi, bác Cường bác làm gì ấy? Live stream. Live stream à? Tuyền nữa làm gì cũng biết. Đây là bà uống đi, đồ chín đây nhỉ? Siêu ơi, tăng phẩm của ông mà đi đâu mày mày xóa đến đây thì chưa là đoàn gì à? Ông đã lên trước ông rồi mà ông còn trước ông. Giờ anh em mình triển khai món gà nướng đi nhỉ? Xuất công của anh Mã Hải, đầu bếp đến từ Hồng Kông à? Không phải đâu. Từ cái gì à? Là Ấn Độ, Ấn Độ. Từ Hòa Công. Từ Ấn Độ. Cộng đồng mạng mà hôm nay đến đây được tham dự với idol Nguyễn Cường. Đấy. Một cái canh nhỉ? Mở hai đấy. Uống đi. Không bằng của nó phải thay đâu chứ. Nào nướng chín cho triển khai đi đầu bếp Mã Hải ơi. Bắt anh ơi, bắt anh ơi. Đây. Anh bắt gà đi đây. Con đeo đôi mẹ này nó sao không ăn cháo sao. Tiền ơi, tí anh lấy cái ảnh kia anh làm là ảnh đại diện của anh nhá. Tiền. Tiền ơi. Tiền. Cái ảnh mà một nụ hồng xinh xinh đặt trên tay anh ấy. về đi bố anh hỏi đi, đúng là anh bắt ông bán hai mẫu ruộng đi để đổi lấy em ngay á. Chết nhà ngay. Có mỗi mẫu ruộng dưới, mỗi mẫu dưới bán hai mẫu thì chắc. bây giờ em chấp người ta một mát hết rồi, còn anh làm gì anh phải lo cái vụ ai bổ vai nữa. Đi lại đây ngồi thử thế nào. Cả thế giới có thể nhìn em bằng hai mắt nhưng em nhìn lại cả thế giới chỉ bằng một mắt thôi anh ạ. Vâng, anh biết chú là châu tinh chồ tôi.
Đấy, tư bóng rồi. Lần sau là đi ra ngồi ở những cái bãi này là không được mặc váy nhá. Ơi, chim ơi. Rồi. Mời giải thích thì chú đi nhỉ. Đúng rồi. Đây anh Hoàng 8 đây. Trung rùa nhái đây. Nguyên trung rùa. Trung rùa nhái. Chị ngồi đang đây có trên thì nhiều nó đỏ là. Mày điên à? Mày phải gọi bằng chị là đúng rồi nhưng mà tao lại gọi bằng em cơ. Bởi vì mày ít hơn nó tuổi. Hơn tuổi nhưng mà tao thích cái bye bye. Chú có bằng chưa? Có bằng chưa? Bây giờ bắt đầu học. Thế còn lâu lắm. Người ta bây giờ phải tốt nghiệp ra trường mấy khóa rồi mình mới bắt đầu đi học. Bằng á? Vừa nãy anh phải bằng ai? Tuấn Anh đưa cái hộp kia đây Tuấn Anh. Tháng còn 2 đầu bếp này rất là cực. Đấy là chú chỉ nướng mồi nướng ra thôi đi. Đầu bếp gì? Chú em có ngồi gần chị đâu, ngồi gần mình ngồi sát vào. Sát vào. Đi sát vào. Đi sát vào. Mày nhìn gì đứng đường. Mỗi người một lon đi. Khó lắm. Tập trung vào nào. Nào, mời tất cả mọi người nhá. Nào. Bỏ khẩu trang ra này. Anh em. Không, đúng rồi, đeo vào là không biết được. Nào. Chứ thảo đúng không? Cái vị đang cướp. Nào, 2-3 cơ nào mình ơi. Đây, mấy em. Nào. 1, 2, 3, uống. Để lại cái lon nha, đừng có uống cả lon ấy. Anh mới bỏ găng tay, tinh bó mẹ được à. Nhìn như kiểu đúng rồi. Mà cái bộ áo xanh xanh, bộ áo xanh xanh của bọn đi kiểm tra. Thì kia ngoài kia dọc cái ra nhờ mọi người nhá. Để bảo là Hải nhảy xuống đây mà bảo Hải có sang đâu. Không, dịch sang đây được mà. Không tịch. Đang quay góc này đang để review quả nhìn xa cứ tưởng rượu bốc nhảy xuống đây được. Sao kia lại đây đâu quá lớn. Làm thì ai biết là lỗi gì nữa. Lỗi hoàn toàn. Con tính máu đấy à? Bạn xê ra. Cái đấy của phi. Tối nay có câu ăn. Nhưng mà cái phao câu này chính xác là thằng nào mà cho mình ăn mình đấm cho mà vỡ mồm luôn đấy. Không thích ăn. Chú tưởng được có rồi cho chú ăn á. Lườn này cho ăn đi, mình cảm ơn về trước mướt rồi. Có chồng thật chưa? Có rồi. Có chồng mà có chồng chỗ nào vắng vẻ tơ hồng vẫn cứ xe em ạ. Cái núng uống bia là sao vẫn còn ở đây. Em mới được ăn nhiều gì nữa. Anh cường sao vẫn còn ngồi đây, người ta chưa đưa em ra pháp trường à. Anh thêm một chút. Tại vì em làm cái gì nhỉ? Một trong 880 bao nhiêu người đẹp nhất thế giới. Một trong 1.8 tỷ bây giờ là trời đã bắt đầu sẩm tối rồi. Các ngư dân đã bắt đầu bật đèn các con tàu lên để câu mực này. Để soi biển. Đây. Mực câu Trà Cổ nổi tiếng luôn, rất ngon, tươi và ngon. Như này là buổi sáng sớm là có rất là nhiều mực câu sẽ về cập bến nha mọi người nhé. Đến Móng Cái thì đừng có quên mực câu Trà Cổ nha mọi người nhá. Rất là ngon. Ngoài xa ngoài kia tất cả những cái ánh đèn đấy đều là của các tàu, của các ngư dân câu mực đấy mọi người. Mặc dù trời cũng đã hơi muộn rồi nhưng mà mọi người vui chơi ở đây cũng còn rất là đông. Ngồi ở trong kia ăn uống thì muỗi nhiều quá, thế anh em lại quyết định ngồi ra ngoài. Mẹ muối đốt rồi đấy, thấy chưa? Bây giờ chuyển đồ ra ngoài để ngồi cho nó thoáng. Ngồi kia tí nữa nước nó lên vào luôn. Chiều lên nước bắt đầu vào trong kia này, nó sẽ chảy theo cái dòng này ra. Tí nữa nên là không ngồi được ở ngoài kia đâu. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Không có đâu. Đúng chiều mà. Đây ngồi đây là chính ra cái đẹp của đấy đúng không? Đúng rồi, phải nhìn ra biển nữa. Hướng là ra biển mà. Nhưng mà thông kêu bộ nhiều quá. Đẹp rồi bác Hợp nhờ. Sao đi? Và anh nhớ về người.
anh nhớ nụ cười của em. Đâu? Vui xa hoa thâu đêm. Để với mày em. Em đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Tâm mà tâm nhá. Hai ba vô. Hai ba vô. Hai ba uống. À, hiện tại bây giờ là trời cũng đã khá là tối rồi, nên có lẽ là mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Anh em mình sẽ đi đến Sa Vĩ nhé mọi người. Anh Toàn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé. Xin chào bà con. Em này anh mới chỉ đi. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào tất cả các vị đó. Xin chào bà con. Tại đây bắt được biết đâu á, tại đây ngào hôm đêm đâu á. Đi nữa. Tại đây phi đấy.